Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự trực tiếp lúc 12 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình ngày 7 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây. Khối doanh nghiệp tư nhân tham gia đẩy nhanh tiến trình tiêm vaccine nhằm chia sẻ gánh nặng cho ngân sách nhà nước và đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng đại trà cho toàn dân. Người dân sẽ được thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 theo chế độ bảo hiểm y tế nếu được các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chỉ định thực hiện xét nghiệm. Khơi thông dòng vốn nội cho các startup Việt giúp đảm bảo nguồn lực tài chính để các startup này trụ vững và tiếp tục phát triển trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19. Theo thông tin từ Bộ Y tế, sáng nay đã có thêm 44 ca mắc COVID-19 ở trong nước, đều là các ca phát hiện ở trong khu cách ly hoặc là những khu vực đã được phong tỏa. Trong đó thì Bắc Giang có 24 ca, Bắc Ninh 6 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 12 ca và Hà Nam là 2 ca. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 cho đến nay là 5.656 ca. Đã có 15 tỉnh thành qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới nào. Đến nay thì số người đã được tiêm vaccine là gần 1.249.000 người. Trong đó thì số người được tiêm đủ 2 mũi là hơn 33.600 người. Ngày hôm qua thì tiếp tục có thêm 58 bệnh nhân khỏi bệnh. Trong đó riêng tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Bắc Giang thì có 21 người. Như vậy là tổng số bệnh nhân khỏi bệnh trên cả nước đợt dịch này là 670 người. Còn về số tiền ủng hộ quỹ vaccine phòng chống COVID-19 nhận được qua cổng tin nhắn 1408 tính đến thời điểm này là hơn 880.000 tin nhắn với số tiền là hơn 44 tỷ đồng. Tổng số tiền ủng hộ của các tổ chức đơn vị doanh nghiệp đã cam kết là hơn 5.666 tỷ đồng. Trong đó thì số tiền đã được chuyển là 1.299 tỷ đồng. Số tiền còn lại là hơn 4.367 tỷ đồng thì đang được các đơn vị tiếp tục chuyển đến. Tỉnh Bắc Giang đã hoàn thành sớm kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 trước một ngày. Toàn tỉnh có hơn 153.000 người đã được tiêm vaccine trong 6 ngày qua. Hơn một nửa số vaccine mà tỉnh Bắc Giang đã triển khai tiêm từ ngày 29 tháng 5 đến nay được ưu tiên cho công nhân trong và ngoài các khu công nghiệp. Bên cạnh đó, từ số lượng vaccine phân bổ, các địa phương đã triển khai tiêm đối với các lực lượng tuyến đầu. Mới đây thì 11 hiệp hội doanh nghiệp đại diện cho nhiều lĩnh vực khác nhau như là da giày, thủy sản, gỗ đã thống nhất đề xuất chiến lược vaccine. Trong đó thì nhấn mạnh đến giải pháp đó là 3 ưu tiên, 2 phương thức. Theo đó, ngoài mức độ ưu tiên đặc biệt cho 9 nhóm ở tuyến đầu chống dịch thì các hiệp hội đề xuất là có thể tiêm theo nguyên tắc quản lý rủi ro, cả theo nguy cơ mắc bệnh và nguy cơ kinh tế ở các khu công nghiệp và nhà máy. Hai phương thức tiêm đó là miễn phí và xã hội hóa. Nhiều ý kiến cho rằng là sự tham gia của khối tư nhân trong việc đẩy nhanh tiến trình tiêm vaccine sẽ giúp chia sẻ gánh nặng cho ngân sách nhà nước và đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng đại trà cho toàn dân. Hiệp hội Dệt may Việt Nam tính toán, nếu mỗi công ty tự bỏ kinh phí ra mua vaccine tiêm phòng cho người lao động, chi phí này rẻ hơn rất nhiều so với thiệt hại mà dịch COVID-19 gây ra khi có nhiều ca nhiễm phải dừng sản xuất. Việc đơn hàng nhiều trong khi tỷ lệ tiêm vaccine còn thấp cũng mang đến rủi ro cho doanh nghiệp. Đấy lại là một con dao hai lưỡi. Ví dụ như là mình nhận được rất nhiều đơn hàng, nhưng mà mình lại bị phong tỏa, mình bị nhà máy mình bị giãn cách chẳng hạn, mình không thực hiện cái đơn hàng đấy là mình sẽ bị phạt. Năm nay thì đơn hàng có thể như này, năm sau nó lại hàng khác, nó lại tính là thôi chuyển sang các nước khác mà nó an toàn, đã được tiêm vaccine thì tốt hơn. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam Eurojam, cứ 5 doanh nghiệp được hỏi, 4 đơn vị đồng ý rằng các doanh nghiệp nên có khả năng tham gia hỗ trợ để nhân viên của họ được tiêm chủng. Rõ ràng hiện nay chính phủ đã có những thỏa thuận với các nhà cung cấp. Tuy nhiên, từ góc độ của chúng tôi, từ mối quan hệ của các doanh nghiệp FDI, cũng có thể liên hệ với các nguồn vaccine để đẩy nhanh hơn, thêm nguồn cung cho quá trình này. Tất nhiên, chúng ta sẽ đợi kết quả, nhưng tôi tin tưởng rằng sự góp sức của khu vực tư nhân chắc chắn sẽ giúp số người được tiêm vaccine ở Việt Nam nhanh hơn. Về kinh phí mua vaccine, tùy khả năng của doanh nghiệp, có thể theo hai mức, gồm mức sàn là doanh nghiệp tự mua vaccine tiêm cho người lao động, và mức cao hơn có thể thực hiện mức sàn cộng với khoản đóng góp vào quỹ vaccine phòng COVID-19 mới được chính phủ thành lập. Tạm dừng mọi sinh hoạt tôn giáo tại các cơ sở thờ tự, các điểm đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung và treo biển cảnh báo tại các cơ sở điểm nhóm. Đây là đề nghị của Ban Tôn giáo Chính phủ nhằm thực hiện triệt để công tác phòng dịch COVID-19. Đối với các cơ sở điểm nhóm có người nghi nhiễm thì cần phải phối hợp với các cấp chính quyền để truy vết dịch tễ, khai báo lịch trình di chuyển, thực hiện cách ly theo quy định.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 theo chế độ bảo hiểm y tế. Theo đó, thì người dân đến khám và điều trị nội trú có biểu hiện nghi ngờ được cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chỉ định thực hiện xét nghiệm thì sẽ được thanh toán bảo hiểm y tế. Bao gồm người bệnh sốt và hoặc viêm đường hô hấp cấp tính không lý giải được bằng các nguyên nhân khác, người bệnh có bất kỳ triệu chứng hô hấp nào và có tiền sử đến vùng có dịch COVID-19 trong khoảng 14 ngày trước khi khởi phát các triệu chứng, hoặc là người tiếp xúc gần với các ca bệnh nghi ngờ hoặc là xác định COVID-19 trong khoảng 14 ngày trước khi mà khởi phát các triệu chứng. Bên cạnh đó, thì Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng có kiến nghị bổ sung đối tượng người lao động cần được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Cụ thể là đề xuất hỗ trợ tiền mặt cho người lao động bị ngừng việc trên 14 ngày trong các trường hợp là F1 ở các khu cách ly và F2 cách ly tại nhà hoặc là trong khu vực phong tỏa. Những người này thì chỉ nhận hỗ trợ khi mà tiền lương ngừng việc thấp hơn lương tối thiểu vùng tại các doanh nghiệp hay là các cơ sở giáo dục ở các cấp mầm non cho đến trung học phổ thông bị tạm ngừng hoạt động. Mức hỗ trợ một lần là 1 triệu đồng một người, thời gian áp dụng là từ ngày 1 tháng 6 cho đến hết năm nay. Thời điểm bắt đầu ngừng việc được tính từ ngày 1 tháng 5 cho đến ngày 31 tháng 12 năm nay. Đà Nẵng đang tăng cường kiểm soát dịch tại các cửa ngõ ra vào thành phố, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan. Tuy nhiên thì kiểm soát nghiêm, thế nhưng không ngăn sông cấm chợ, không cản trở các hoạt động phát triển kinh tế. Đây vẫn luôn là chủ trương nhất quán của Đà Nẵng từ khi mà dịch bùng phát. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Hơn một tháng qua, kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, hàng loạt xe vận chuyển hàng hóa qua Đà Nẵng vẫn được lưu thông. Nhiều chuyến xe chở hàng đến từ các vùng dịch phía Bắc và phía Nam vẫn vào thành phố. Dù Đà Nẵng đã có quy định cách ly 21 ngày đối với người đến từ vùng dịch, tuy nhiên, riêng với lái xe vận chuyển hàng hóa thì tài xế vẫn được phép lưu thông sau khi kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, đặc biệt phải có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 48 đến 72 giờ. Đối với những xe tuyến đường dài mà đi không vào thành phố thì chúng tôi cấp một cái giấy chứng nhận đã kiểm tra y tế tại cái chốt cái này. Cuối tuyến đường thì sẽ có một cái chốt sẽ kiểm tra lại toàn bộ số lượng hành khách theo đúng theo cái giấy chứng nhận. Tính đến nay, Đà Nẵng đã lập 15 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào thành phố, nhiều chốt chặn khác tại các đường dân sinh liên vùng. Những ngày đầu mới hoạt động, hàng loạt khu vực luôn trong tình trạng ùn tắc giao thông giờ cao điểm, thì đến nay đã bắt đầu giảm dần. Những người mà hay đi thường xuyên thì người ta đã khai báo y tế, người ta đầy đủ hết, cho nên về sau người ta đi thì mình linh hoạt, mình chỉ kiểm tra nhanh rồi mình cho họ đi. Xe chở khách hay là gì thì mình kiểm tra khách rồi mình cho xuống khai báo y tế vào làm việc với y tế. Sắp tới, giải pháp chính vẫn là tuyên truyền vận động người dân tự giác khai báo y tế trước khi đi lại để tránh ùn tắc. Đặc biệt, Đà Nẵng sẽ dựng nhiều bảng thông báo trước các chốt chặn về quy định ra vào thành phố để mọi người nắm rõ thông tin khai báo, giảm sự phiền hà khi ra vào địa bàn. Quý vị, tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin tổng hợp điểm báo trong nước và quốc tế đáng chú ý ngày hôm nay. Báo điện tử Việt Nam Plus dẫn một bài trả lời phỏng vấn BBC của nhà báo David Hutt, cây bút chuyên bình luận về Đông Nam Á, đã đưa ra nhận định tích cực về phản ứng nhanh và đồng bộ của chính phủ Việt Nam trong ứng phó với đại dịch COVID-19. Đặc biệt là đợt bùng phát mới hiện nay. Nhà báo này thì đánh giá Việt Nam là một trong những nước tại Đông Nam Á chủ động nhất và thành công. Những biện pháp giãn cách được đưa ra rất sớm và nghiêm ngặt. Theo nhà báo Hutt, trong đợt bùng phát dịch COVID-19 hiện nay, thì với số ca nhiễm cao hơn và phạm vi rộng hơn, chính phủ Việt Nam đã có những biện pháp quyết liệt hơn, đồng thời vẫn chú trọng tới nhiệm vụ kinh tế. Trang Sputnik News có bài viết với tiêu đề Sản xuất vaccine Nga có thể được thiết lập ở Việt Nam. Bài báo dẫn thông tin được đưa ra trong khuôn khổ của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg diễn ra từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 6 vừa qua. Theo đó, quỹ đầu tư trực tiếp của Nga quan tâm đến việc hợp tác với các nước trong việc sản xuất vaccine chống COVID-19 và có thể thiết lập mối liên hệ này với Việt Nam. Bài viết cũng trích dẫn lời của thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga tin tưởng rằng sẽ có liên hệ với phía Việt Nam để thảo luận về triển vọng triển khai sản xuất vaccine. Báo tin tức của Thông tấn xã dẫn thông tin từ Tổng cục Thống kê cho biết, sản xuất công nghiệp vẫn tăng mặc dù dịch COVID-19 thì diễn biến phức tạp. Cụ thể là sản xuất công nghiệp tháng 5 ước tính tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước, mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp từ cuối tháng 4 và ảnh hưởng trực tiếp đến một số khu công nghiệp tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh. Tính chung 5 tháng đầu năm nay, sản xuất công nghiệp tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước.
Mạng tin tức Trung Quốc đưa tin mới đây tại cuộc điện đàm với Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào đã bày tỏ hoan nghênh các mặt hàng nông thủy sản và thực phẩm chất lượng cao của các nước, trong đó có Việt Nam, nhập khẩu vào Trung Quốc, mong muốn tăng cường hợp tác kinh tế thương mại song phương với Việt Nam. Cũng đưa tin về sự kiện này, trang VOV Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin thêm. Tại cuộc điện đàm, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc cho biết là phía Trung Quốc đã thiết lập 10 khu tập kết trái cây, 4 khu tập kết lương thực tại các cửa khẩu biên giới phía Trung Quốc để hỗ trợ tập kết các mặt hàng nông sản đang trong thời kỳ cao điểm thu hoạch của Việt Nam. Trong phần tiếp theo của chương trình, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm lãi vay, cơ cấu lại thời hạn trả nợ để tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp bị tác động bởi dịch COVID-19. Các doanh nghiệp khu vực miền Trung Tây Nguyên chủ động đổi mới sản xuất, kết nối thị trường, hướng tới mục tiêu tăng trưởng khả quan trong năm nay. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin thời sự đáng chú ý khác. Nhằm tăng cường các biện pháp tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch COVID-19, Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các ngân hàng thương mại nhanh chóng triển khai các giải pháp miễn giảm phí lãi suất cho vay mới. Theo đó, tùy vào khả năng tài chính thì các ngân hàng phải tính toán giảm lãi vay, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, đồng thời công khai mức lãi suất hỗ trợ để người dân doanh nghiệp được biết. Ngoài ra thì phải tìm hiểu nhu cầu vốn ở các địa phương, không để xảy ra tình trạng chậm tiêu thụ nông sản, gián đoạn chuỗi sản xuất, cung ứng do không tiếp cận được vốn tín dụng ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu là tăng cường các dịch vụ thanh toán trực tuyến, đặc biệt là ở khu vực có dịch, vùng cách ly để đảm bảo vừa an toàn vừa không gián đoạn hoạt động tài chính. Đại dịch COVID-19 khiến cho thị trường vốn đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam, hay còn gọi là các startup, chững lại do các nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn. Đồng thời thì nhiều startup không thể tiếp xúc được với các quỹ đầu tư mạo hiểm của nước ngoài. Trong bối cảnh đó thì để giúp các startup trụ vững và tiếp tục phát triển, vai trò của các nguồn lực tài chính trong nước càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Chính vì vậy mà các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư trong nước và các cơ quan quản lý đang nỗ lực khơi thông dòng vốn nội dành cho startup. Cuối năm 2020, VSV Nghệ An Ventures, quỹ đầu tư mạo hiểm thuần Việt do VSV và 19 doanh nghiệp hàng đầu ở Nghệ An liên kết thành lập nhằm đầu tư vào các startup ở giai đoạn hạt giống và tiền hạt giống. Tháng 5 vừa qua, quỹ này vừa khép lại vòng 1 của chương trình đầu tư trị giá 300.000 đô la Mỹ dành cho các startup với hơn 160 hồ sơ đăng ký. Những dự án hiệu quả nhất sẽ được chọn lọc để rót vốn đầu tư. Vì Covid, việc gọi vốn cũng sẽ là khó khăn. Tuy nhiên, tôi nghĩ đó cũng có thể là một cơ hội tốt để cho các quỹ đầu tư với dòng tài chính nội địa ra đời. Trong hoàn cảnh khó khăn này, chúng ta có thể tự xây một thị trường đầu tư vốn mạo hiểm vững mạnh từ chính trong nước thay vì dựa hoàn toàn vào các dòng tiền đầu tư nước ngoài như bây giờ. Một số doanh nghiệp lớn cũng đã và đang xúc tiến việc thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm của mình. Ví dụ như FPT với quỹ FPT Ventures, hay mới đây nhất, ví điện tử Momo cũng công bố sẽ ra mắt quỹ Momo Innovation Ventures. Điểm mạnh của các quỹ đầu tư nội là ngoài việc cung cấp nguồn lực tài chính, họ thường giàu kinh nghiệm và có đội ngũ nhân lực sẵn sàng hỗ trợ các startup về các vấn đề như là pháp lý, kế toán. Thì cái việc tham gia của các quỹ đầu tư nội trong cái việc mà bơm vốn cho cái giai đoạn mà chúng tôi cũng đang gặp khó khăn như thế này thì khá là cấp bách. Đặc biệt nữa, cái việc mà tham gia của các quỹ đầu tư trong cái việc tư vấn để chuyển đổi mô hình kinh doanh là vô cùng quan trọng. Đây là một cái sự phát triển mới về mặt tư duy của các tập đoàn, các quỹ đầu tư và các nhà đầu tư trong nước. Bộ Khoa học Công nghệ thì đang triển khai đề xuất để chỉnh sửa những quy chế khai thác và sử dụng quỹ phát triển khoa học công nghệ của các doanh nghiệp, đặc biệt là các tập đoàn lớn, các tập đoàn nhà nước đang có cái nguồn quỹ rất dồi dào nhưng chưa được khai thác để đưa vào đầu tư cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Theo báo cáo Đổi mới sáng tạo và đầu tư công nghệ Việt Nam 2020 do Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia và Quỹ đầu tư mạo hiểm Du Ventures công bố ngày 31 tháng 5 vừa qua, hơn một nửa trong tổng số thương vụ đầu tư vào startup công nghệ Việt Nam năm 2020 được thực hiện bởi các quỹ đầu tư nội địa. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của các nhà đầu tư nội trong việc hỗ trợ các startup trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Trước diễn biến dịch bệnh càng phức tạp thì bài toán cân não càng đặt ra với các địa phương, đó là làm sao phải linh hoạt chủ động để vừa chống dịch mà vừa phát triển kinh tế xã hội, duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh.
Tại nhiều địa phương, khu vực miền Trung Tây Nguyên, cộng đồng các doanh nghiệp đã chủ động đổi mới sản xuất, kết nối thị trường, cung ứng hàng hóa cho thị trường nội địa và xuất khẩu, hướng tới mục tiêu tăng trưởng khả quan trong năm nay. Cà phê và tiêu là hai mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh Đắk Lắk. Từ khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra, giá cước vận tải tàu biển tăng cao đã ảnh hưởng đến thị trường xuất khẩu. Để giải quyết những khó khăn này, các doanh nghiệp đã chủ động tìm kiếm, mở rộng thêm đối tượng khách hàng nội địa để tiêu thụ sản phẩm. Cái câu chuyện xuất khẩu là chủ lực, mà tuy nhiên là mở rộng thị trường trong nước để coi như là hạn chế cái ảnh hưởng từ dịch bệnh. Không để xảy ra tình trạng đứt gãy từ sản xuất đến tiêu thụ đang là nỗ lực chung của các doanh nghiệp tại Quảng Ngãi. Tổ chức lại sản xuất hợp lý, kích hoạt các giải pháp phòng chống dịch, bảo vệ người lao động. Nhờ vậy, tình hình sản xuất công nghiệp vẫn duy trì tăng trưởng. Riêng quý 1, kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 403 triệu đô la Mỹ, tăng 44,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Các đơn hàng từ đây đến cuối năm thì năm nay cũng may mắn, mặc dù dịch bệnh nhưng mà các đơn hàng cuối năm thì chúng ta cũng đầy đủ. Những khó khăn chồng chất do dịch bệnh đã đặt các doanh nghiệp trong tâm thế phải tìm cách vực dậy chính mình, đổi mới phương thức hoạt động sản xuất, nhất là chú trọng áp dụng thương mại điện tử để giữ chân khách hàng. Tự chế tạo những cái máy móc thiết bị để mà nâng cao được cái năng lực. Bên cạnh đó, công ty cũng biến cái phế liệu của công đoạn sản xuất trước thành nguyên liệu của công đoạn sản xuất sau. Thực hiện mục tiêu kép của Thủ tướng, của tỉnh chỉ đạo thì đến bây giờ thì tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong mùa dịch được đảm bảo. Chúng ta đang kiểm soát được dịch trên cái địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Bên cạnh đó, các địa phương ở miền Trung và Tây Nguyên đã thực hiện hiệu quả các gói hỗ trợ của chính phủ, nên nhiều doanh nghiệp tin tưởng tốc độ tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới chắc chắn sẽ được duy trì, nhất là khi có thêm nhiều cơ hội từ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA mang lại đối với mặt hàng cà phê, tiêu và các loại nông sản thế mạnh khác của miền Trung và Tây Nguyên. Việt Nam hiện là nước nằm trong top 10 các quốc gia nhận tiền kiều hối nhiều nhất trên thế giới. So với các nguồn ngoại tệ khác đang đổ vào Việt Nam như là đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, đầu tư gián tiếp nước ngoài hay là viện trợ, thì kiều hối là một nguồn ngoại tệ có tính ổn định nhất, cho nên nó đóng một vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế. Trước thực tế này, nhiều ngân hàng thương mại đã triển khai dịch vụ chuyển tiền một cách linh hoạt, tiện lợi cho khách hàng. Mỗi tháng một lần, chị Thảo đến quầy giao dịch này để nhận tiền từ Hàn Quốc chuyển về. Chị Thảo cho biết gia đình thuộc diện khó khăn, chị gái được ngân hàng cho vay 250 triệu đồng để đi xuất khẩu lao động. Sau khi chị gái có công việc ổn định, mỗi tháng gia đình chị Thảo đều đặn nhận được 30 triệu đồng chuyển về. Nhờ nguồn tiền chuyển về qua dịch vụ chuyển tiền của ngân hàng mà gian nhà cấp 4 của bố mẹ chị đã được xây mới khang trang như bây giờ. Tôi thấy thủ tục của ngân hàng rất là nhanh, gọn. Cán bộ ở quầy giao dịch thì tư vấn nhiệt tình, cẩn thận, cởi mở. Nên tôi rất là thích. Dù trước đó thì cũng có rất là nhiều lời mời chào, gọi điện để nhận tiền từ bên kiều hối về thông qua trung gian. Nhưng mà tôi vẫn tin tưởng lựa chọn dịch vụ của ngân hàng để tránh rủi ro cho bản thân và gia đình mình. Theo đại diện ngân hàng, hiện khách hàng có thể chuyển tiền kiều hối thông qua các tổ chức tín dụng hoặc thông qua các ngân hàng, các tổ chức bưu chính quốc tế. Tuy nhiên, hình thức chuyển tiền qua các ngân hàng vẫn là phổ biến và được nhiều khách hàng ưu tiên sử dụng nhất. Chúng tôi là triển khai rất tốt cái sản phẩm dịch vụ chi trả kiều hối và để giúp cho người lao động phải đi làm việc tại nước ngoài chuyển tiền về Việt Nam một cách thuận lợi, an toàn và nhanh chóng. Thì qua đó cũng đã giảm thiểu cái việc mà chuyển tiền tay ba trước đây tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro và mất an toàn. Sản phẩm chi trả kiều hối thì chúng tôi cũng đã thực hiện chi trả cho 2.780 món với cái doanh số chi trả là vào khoảng 5 triệu 700 ngàn đô la. Để giúp người Việt Nam đang định cư sinh sống và làm việc ở nước ngoài chuyển tiền về quê hương cho người thân được nhanh chóng, thuận tiện, an toàn với chi phí thấp, các ngân hàng sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các sản phẩm chuyển tiền kiều hối mới với rất nhiều ưu điểm vượt trội như chuyển tiền kiều hối online qua Internet và chuyển tiền kiều hối qua điện thoại di động. Thưa quý vị, một tuần mới đã đến. Sau đây thì mời quý vị cùng nhìn lại những sự kiện nổi bật đã diễn ra trong tuần vừa qua.
cuối tuần qua đã diễn ra lễ ra mắt quỹ vaccine phòng chống COVID-19. Quỹ được thành lập để tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cùng các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng chống COVID-19 cho người dân. Về quá trình tiêm chủng tại các vùng dịch, trong tuần qua tại tỉnh Bắc Giang đã có hơn 64.000 công nhân lao động được tiêm vaccine. Tại Bắc Ninh, con số này là gần 70.000 công nhân thuộc diện có nguy cơ lây nhiễm cao tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 4 tháng 6, hai thủ tướng đã trao đổi về nhiều nội dung thiết thực, góp phần củng cố, tăng cường tin cậy chính trị, chia sẻ những khó khăn, thuận lợi, chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội, phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế quốc tế và khu vực. Về vấn đề trên biển, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cùng nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định, xử lý ổn thỏa vấn đề trên biển theo tinh thần nhận thức chung cấp cao và thượng tôn pháp luật, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Ngày 3 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 5. Tại phiên họp, Chính phủ đã thảo luận về công tác phòng chống dịch COVID-19, đánh giá tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước tháng 5 và 5 tháng đầu năm, dự báo thực hiện 6 tháng và các giải pháp trong những tháng cuối năm. Chủ trì phiên họp, Thủ tướng đã yêu cầu các bộ ngành, địa phương cần tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, kiên trì, kiềm chế, đẩy lùi và ngăn chặn có hiệu quả làn sóng dịch lần thứ tư. Đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ những vấn đề liên quan đến thể chế, cơ chế, chính sách, đặc biệt là đối với các cơ chế, chính sách liên quan đến chiến lược vaccine, kinh tế vĩ mô. Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện tiết kiệm 10% chi tiêu thường xuyên, tập trung cho đầu tư phát triển. Chiều ngày 5 tháng 6, Hội nghị Bộ trưởng Thương mại các nước thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC lần thứ 27 đã diễn ra theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của 21 nền kinh tế thành viên và các quan sát viên. Tại hội nghị, các bộ trưởng APEC chú trọng thảo luận về các chính sách thương mại nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19 như đảm bảo thị trường mở, thúc đẩy lưu chuyển thuận lợi thương mại hàng hóa và dịch vụ thiết yếu, tạo thuận lợi cho chuỗi cung ứng vaccine an toàn hiệu quả. Ở phần cuối của chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Thời sự đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Để xem trực tuyến kênh VTV4, quý vị có thể truy cập vào địa chỉ website vtvgo.vn hoặc là tải ứng dụng VTV Go từ kho ứng dụng App Store hoặc Google Play. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.